30 trên 5 là mấy bên đây? Mấy? Rồi. Vậy bằng 1. 1 phần mấy? Đâu phần nào? 1. 1 phần. Rồi. Trần sáng phần 12 thằng này. Viết tiếp. 1 phần 2 cộng. 1 phần 2 cộng 2 phần 3. 2 phần 3 cộng 3 phần 4. 3 phần 4 cộng 4 phần 5. Đấy, cộng đúng số cộng đi. Quy đồng viết vào đây. Ừ, đây là 3 số, đây là 4 số nha. Mày ông tao lại gửi cho ông Thanh nhà mày đấy. Đừng thẳng lên. Thẳng lên lên. Vừa đúng tư thế. Khó cái gì. Đừng quay người tụi con cộng lưng sang đó. Đấy, rồi. Thích giỏi nhỉ, thích thế là mấy trang. Một trang, hai trang, ba trang. Đại thế nhỉ. Biết tiếp chúng ta. Đi đâu? Đã chết, phải cậu quên quay một lời học cho mà chết. Và biết cậu quay này. Tôi cho Dũng nha mày.